Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, để đối phó với Nga và Trung Quốc, Lầu Năm Góc đang chạy nước rút nhằm sở hữu trực thăng tấn công tầm xa thay thế các máy bay OH-60 Black Hawk và AH-64 Apache cũ đang có trong biên chế, cũng như là lấp vào khoảng trống do máy bay OH-58 Kiowa Warrior đã loại biên từ năm 2014. Theo Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, các máy bay thuộc chương trình máy bay trinh sát tấn công tương lai FARA bay nhanh hơn, xa hơn, tải trọng lớn hơn so với các phiên bản hiện có và sẽ thay thế một nửa, tức là vào khoảng 350 chiếc trực thăng Apache trong các đơn vị trinh sát tấn công hạng nặng. Hiện tại thì Lục quân Mỹ đang tiến hành nâng cấp các trực thăng Apache lên tiêu chuẩn E, tức là AH-64E Guardian, phiên bản mạnh nhất hiện nay, bằng cách là nâng cấp hệ thống động cơ, điện tử và vũ khí. Trang web Defense Works đã cho biết rằng, vào đầu những năm 2030, Lục quân Mỹ cần một dòng trực thăng đa năng thuộc chương trình máy bay lên thẳng tương lai FVL với bán kính chiến đấu trên 300 hải lý, có tải trọng ít nhất là 4,5 tấn, có thể bí mật tiếp cận mục tiêu, vượt qua radar của đối phương, đồng thời là thích hợp với tác chiến trong môi trường đô thị để thực hiện đồng thời nhiệm vụ tấn công, do thám và trinh sát. Yêu cầu của thủy quân lục chiến có phần cao hơn. Bán kính hoạt động phải trên 450 hải lý. Khi mà động cơ hoạt động với 90% công suất, tốc độ bay phải đạt được là 295 hải lý trên 1 giờ. Khi động cơ hoạt động 100% công suất, thì trực thăng phải đạt tốc độ hơn 330 hải lý trên 1 giờ. Ngoài ra, máy bay sẽ có các hệ thống mô đun có thể nhanh chóng được nâng cấp, mở rộng hoặc thay thế nhờ giao diện phần mềm được tiêu chuẩn hóa nhằm giúp cập nhật các hệ thống trên máy bay và các phương tiện mặt đất dễ dàng cũng như là rẻ hơn trong tương lai. Để phát triển các loại trực thăng quân sự là một công việc kéo dài hàng thập kỷ và tốn kém. Riêng dòng máy bay Boeing V-22 Osprey đang được quân đội Mỹ sử dụng đã cướp đi sinh mạng của 30 người trong các cuộc thử nghiệm. V-22 Osprey đang có một vài bất lợi. Ngoài bị mang tiếng là không an toàn do hàng loạt tai nạn chết người, thì giá cả cũng bị đội nhiều so với mức ban đầu. Hiện tại thì có ít nhất là 4 mẫu trực thăng đang được đưa vào tầm ngắm là S-97 Raider, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như trinh sát, hỗ trợ đổ bộ đường không hay tấn công hạng nhẹ. V-280 Valor có thể cất hạ cánh thẳng đứng và bay như là một máy bay bình thường. SB-1 Defiant và mẫu thiết kế của hãng Karem Aircraft. Bộ Quốc phòng Mỹ đã dành riêng 100 triệu đô la cho V-280 và 100 triệu đô la cho Defiant để phát triển nguyên mẫu. Trong số các nguyên mẫu trực thăng được để mắt đến, thì thông tin đề cập nhiều nhất là phải kể đến Bell V-280 Valor được phát triển từ năm 2013. Nó là một kết quả hợp tác giữa hãng Bell Helicopter và Lockheed Martin, General Electric, hãng EIE của Israel, TRU Simulation, hãng Eastern, GKN Aerospace, Los Megit. Với kích thước nhỏ và linh hoạt, sử dụng công nghệ tương lai là T-rotor, Bell V-280 Valor là kết hợp độc đáo giữa khả năng cơ động của trực thăng cũng như là tốc độ của phi cơ cánh cố định, cần ít không gian cất và hạ cánh. Một điểm đặc biệt của V-280 là một động cơ phản lực được thiết kế cố định, trong khi mà các trục cánh thì được thiết kế chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ trực thăng và cánh cố định, sử dụng hệ thống điều khiển cơ điện tử 3 kênh. Càng hạ cánh thì có thể thu được trong thân, và cánh cửa khổ 1,8 m ở hai bên sườn thì cho phép đổ bộ binh sĩ nhanh chóng và hướng súng tấn công xuống các mục tiêu trên mặt đất. V-280 sở hữu đuôi hình chữ V lớn giúp máy bay hoạt động ổn định cũng như là tin cậy hơn. V-280 thì có thể bay với tốc độ gấp đôi các trực thăng thông thường và tầm hoạt động thì rộng hơn rất nhiều so với các loại trực thăng hiện nay. Nó có khả năng tiếp nhiên liệu trên không và hạ cánh trên địa hình phức tạp. Khoang chứa của nó thì rộng hơn trực thăng UH-60 đến 25%. Nó đặc biệt phù hợp cho việc sơ tán thương binh, có thể cầu theo một khẩu pháo M77 với tốc độ là 280 km/h. Hãng Bell đã sử dụng vật liệu tổng hợp, xếp lớp theo cấu trúc tổ ong cùng với lõi carbon cho thân máy bay, cánh và đuôi, cho phép tiết kiệm 30% trọng lượng toàn máy bay, trong khi vẫn có thể trang bị cabin chống đạn cho V-280 Valor. Nó có giá thành rẻ hơn V-22 và do thiết kế đặc thù V-280 không chỉ mất một nửa thời gian để chế tạo so với V-22 mà lại có giá chỉ tương đương UH-60. Trong một lần thử nghiệm gần đây thì V-280 đạt tốc độ 555 km/h. Các đặc tính của máy bay phù hợp với các yêu cầu của lục quân cũng như là thủy quân lục chiến của Mỹ. Máy bay lưỡng thể cánh quạt nghiêng phản lực V-280 có hai phiên bản vận tải và tấn công với các thông số cơ bản. Nó có chiều dài là 15,4 m, rộng là 24,93 m, cao 7 m, trọng lượng sống là 15.000 kg, trọng lượng cực đại khi cất cánh là 26.000 kg, động cơ 2 tua bin T64, cánh quạt của nó có đường kính là 11 m, tốc độ hành trình lên đến 519 km/h. Phạm vi tác chiến của nó là từ 900 đến 1.400 km, trần bay là 1.800 m, tầm hoạt động là 3.900 km. Kíp lái của nó thì có 4 người và có thể chuyên chở 14 binh sĩ hoặc là 5,4 tấn hàng hóa. Phiên bản V-280 với pháo và tên lửa cùng một số vũ khí có lái dẫn khác thì có khả năng phối hợp tác chiến cùng với xe tăng là Abrams. Nó có thể đảm đương nhiệm vụ chi viện hỏa lực trên không và triển khai các phương tiện bay không người lái mà không bị ảnh hưởng bởi hệ thống cánh quạt khi đang bay. Nó có thể được chế tạo căn cứ vào yêu cầu của lục quân Mỹ. V-280 sử dụng công nghệ cảm biến tối tân thuộc chương trình tiêm kích tàng hình F-35, hệ thống phân phối khẩu độ DAS và được ví là mắt của Chúa. 6 camera hồng ngoại độ phân giải cao gắn trên thân máy bay cho phép nó quan sát 360 độ theo thời gian thực. Thông tin từ cảm biến của hệ thống DAS có thể hiển thị trên mũ bay, tích hợp hoặc là màn hình trong buồng lái, mang lại hiệu suất tác chiến vượt trội. Ngoài ra, V-280 sẽ sử dụng một số thành phần cảm biến phát hiện và nhắm mục tiêu của trực thăng tấn công Apache. Tập đoàn Bell đang áp dụng các kỹ thuật che chắn hồng ngoại, thiết kế khí động học độc đáo giúp cho máy bay khó bị kẻ thù phát hiện hơn. Hãng Bell kỳ vọng mỗi chiếc V-280 Valor sẽ có chi phí sản xuất tương đương với các mẫu máy bay như là Boeing AH-64E Apache, tức là 35,5 triệu đô la, hay Sikorsky MH-60M Black Hawk. Lục quân Mỹ thì dự định đưa trực thăng tàng hình V-280 Valor vào sử dụng từ năm 2030. Lý do của nó là để tránh sự phụ thuộc vào không quân và hải quân trong các hoạt động tấn công luồn sâu, và đây sẽ trở thành một máy bay tàng hình đầu tiên của lục quân Mỹ. Với tính cơ động, tiết kiệm nhiên liệu, độ tin cậy, mức độ sẵn sàng chiến đấu cao, cùng với khả năng thực hiện nhiệm vụ đa dạng. Nó lại không phức tạp như là các máy bay cánh xoay thế hệ trước, tức là V-22 Osprey. Khi hoàn thành thử nghiệm và đưa vào trang bị, thì máy bay V-280 Valor sẽ là một dòng máy bay giá rẻ, tốc độ cao và có thể nói là một dòng máy bay hàng đầu thế giới hiện nay. Hiện nay thì nhiều quốc gia như là Australia, Anh cũng như là Canada, những đồng minh thân thiết của Mỹ, đang bày tỏ một sự quan tâm đối với dòng trực thăng đa nhiệm này. Và có thể, trong tương lai, có lẽ Mỹ sẽ cung cấp cho các đồng minh những loại máy bay như thế này. Một phần là sẽ nâng cấp cho sức mạnh của các đồng minh của Mỹ. Lý do thứ hai, khi bán cho các đồng minh thì Mỹ sẽ thu được một số ngoại tệ cực lớn để đầu tư cho các phương tiện thiết bị tiếp theo. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.